Thưa quý vị và các bạn, giá xăng, giá ga tăng giá cao kỷ lục, kéo theo các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tiêu dùng trong cuộc sống hàng ngày cùng nắm tay tăng giá. Trong khi đó, thu nhập của nhiều người lao động phổ thông, công nhân lao động trong các doanh nghiệp vẫn đứng yên, khiến cho cuộc sống của họ vốn đã khá chật vật, nay càng khó khăn hơn. Nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài thắt chặt chi tiêu. Ống kính truyền hình kỳ này xin ghi lại những chật vật trong mưu sinh của người lao động trước biến động của xăng và giá cả tiêu dùng hàng ngày. Làm là làm suốt chứ không có nghỉ, mệt cũng không nghỉ đâu. Bây giờ thí dụ chủ nhật cũng phải làm mà. Kiếm đồng nào hay đồng mới đó. Bây giờ mình mệt giờ nghỉ thì không có tiền đâu nuôi gia đình. Phải ráng làm thôi. Để nuôi vợ nuôi con. Thịt cá nó cũng vậy, đâu có giá mà lựa ăn tươi sống đâu. Ăn tươi sống nó mắc quá. Lựa mấy con nào mà nó ngợp hoặc nó chết này kia rồi đó. Vì ăn đỡ, nói chung gắng làm cho cuộc sống mà biết sao giờ. Thời điểm tháng 2 năm 2022, khi giá xăng dầu liên tục tăng, vận tải và xây dựng là những lĩnh vực chịu tác động rõ nhất. Giá xăng dầu tăng cao kéo theo vật giá leo thang, đời sống người lao động bị đảo lộn, gồng gánh nhiều nỗi lo cho các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân bị đội giá lên cao. Khi giá xăng dầu lập kỷ lục mới, khiến tất cả các ngành nghề bị ảnh hưởng. Nghề xe ôm truyền thống là nghề bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc giá xăng tăng giá. Theo những người kinh doanh xe ôm truyền thống cho biết, mỗi khi đổ xăng trung bình chỉ 50.000 đồng, nay có lúc đổ 100.000 đồng mà không thể tăng giá vì sợ mất khách. Nghề xe ôm mấy năm nay đã khó vì khách ít, nay lại khó hơn vì giá xăng tăng. Và dịch COVID-19 kéo dài, người dân cũng rất hạn chế đi xe ôm. Nếu mà giá xăng lên cũng phải chấp nhận chịu thôi, mình mất nguồn thu thôi. Bởi vì cái giá thì người ta đi thường lệ đó nhiêu đó rồi, mình mà lúc này người ta khổ nó, mình đâu có tăng ta cũng đâu có chịu đi. Nó khổ vậy đó, tăng nó cũng không chịu đi, thành ra giờ mình phải ráng mà khắc phục cuộc sống thôi, chứ giờ yêu cầu giờ nhà nước sao mà được hạn chế được cái giá xăng được nào tốt, mà người dân nó đỡ chung hết chứ không phải là riêng gì mấy chú không. Và cái gì nó cũng lên hết trơn, rồi xăng nó lên được nữa, nhiều khi chị chạy cấp trước chị chạy 30-40 ngàn đó, rồi chị 50 ngàn chị đi chợ được, còn bây giờ 100 ngàn chị đi chợ không được. Ra cái gì nó cũng lên hết trơn á, rồi giờ xăng cộ này nọ rồi nó cũng lên, rồi chạy thì giá cả thì không được lên, nó cũng nằm ì một chỗ đó, rồi từ chỗ đó thôi giờ kiếm được đồng nào hay đồng nấy giờ sao giờ. Trên lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng liên tục tăng giá cũng do tác động của giá xăng dầu. Ông Nguyễn Văn Lắm, chủ thầu các công trình dân dụng vừa và nhỏ ở xã Trung An, thành phố Mỹ Tho cho biết, hiện giá vật liệu xây dựng đang biến động rất lớn. Sắt thép là mặt hàng tăng mạnh nhất, kế đến là xi măng, gạch, cát đá. Vật giá xây dựng leo thang, nhu cầu sửa chữa và xây nhà của dân giảm. Các công trình thực hiện trong năm ngày càng ít và chi phí tăng cao nên công việc làm ăn đã khó, càng thêm khó. Thì năm 2021 với năm 2022 thì nói chung nó hơi vất vả. Đồng thời mình nói chung nhà thầu thì cũng có được một số vật như là cây dán, dàn giáo, máy móc có sẵn thì mình đỡ tốn được cái khoản chi phí đó. Còn vấn đề nối lại thì trang trải vừa đủ thôi, chứ không có phải như những cái năm trước. Nói chung là xăng tăng, tất cả những mặt hàng khác nó tăng theo. Nhiều ngày qua giá xăng dầu tăng cao, ngay lập tức đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân, nhất là các hộ nghèo, công nhân, lao động phổ thông, những đối tượng rất dễ bị tác động xấu do không có thu nhập ổn định. Đây là nhóm thợ hồ làm việc trong điều kiện nặng nhọc, vất vả và thường xuyên phải đối diện với nguy hiểm, rủi ro, nhưng họ luôn kiên trì, chịu khó, chịu khổ, phơi nắng, dầm mưa, đêm về đau nhức cả mình, không ngủ được. Nhưng họ không cho phép mình nghỉ ngơi hay bệnh tật, vì họ là trụ cột chính trong gia đình. Nên vai họ còn gánh nặng nuôi cả gia đình và gánh cả chi phí học hành của con cái họ. Cuộc sống trước kia của họ vốn đã khó khăn, nên giá xăng và giá cả thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đều tăng từ 10 đến 25%, khiến cho cuộc sống và sinh hoạt của họ càng chật vật trong thời điểm bảo giá tăng cao như hiện nay. Hiện tại thì giá thì 300 một ngày. Thì mỗi thứ ví dụ như xăng, rồi thức ăn, các thứ ngoài thì giá cả nó cao. Thì nhu cầu như vậy thì nó cao hơn cái mức lương của mình sống, mình phải cố gắng làm kiếm cuộc sống nó vậy thôi.
Ngày trước thì giá cả thì nó đỡ, như đồng lương mình thấp, nhưng mình thấy những năm trước nó sống nó dễ hơn. Gần đây ví dụ như giá cả nó cao mà đồng lương mình cũng không được cao lắm thì nó cũng hơi khó khăn. Đây cũng có 10 năm, là hiện tại bây giờ đang ở bên vợ. Cũng chưa có, cũng là có đất, ông già bà già cũng ở chung nhà thôi, chưa ra riêng. Làm ngày nào thì mình sống ngày đó thôi, chứ còn mình không có tính tới sau này. Chứ bây giờ làm thì khả năng có một hơn là nuôi thì cho ngày nào hay ngày đó, còn nuôi con tới đâu thì cũng tính tới đó thôi. Dịch bệnh COVID-19 kéo dài thời gian qua đã và đang làm cho đời sống của người dân và người lao động khó khăn. Nay giá xăng tăng cao, đưa cho người dân và người lao động vào tình thế khó càng thêm khó. Việc xăng tăng giá đã tác động trực tiếp tới việc tăng giá các loại hàng hóa khác. Ghi nhận tại một số chợ dân sinh cho thấy giá cả hàng hóa đều tăng khá cao, từ 15 đến 25%. Mặc dù mỗi loại mặt hàng thực phẩm chỉ tăng từ 10 đến 25 ngàn đồng một ký, nhưng cộng lại trở thành những khoản phát sinh không nhỏ để nặng lên đôi vai người công nhân và người lao động tự do. Anh Hồ Trọng Thảo, quê ở Trà Vinh, tài xế xe cuốc làm ở Bến Tre, và chị Tô Thị Ngọc Anh, công nhân công ty Tết Quang, khu công nghiệp Trung An, thành phố Mỹ Tho, chia sẻ. Vợ chồng anh quê ở Trà Vinh lên Mỹ Tho thuê nhà trọ ở đi làm công nhân hơn 2 năm nay. Hàng tháng, vợ chồng anh phải dành dụm tiền gửi về quê phụ ông bà, nuôi hai đứa con đang học tiểu học. Trước đây, gói kém lắm, anh chị mới gửi về quê được 3 triệu đồng một tháng. Nay giá xăng tăng nên phải tốn thêm khoảng 500.000 đồng một tháng cho việc đi lại. Vật giá cứ mỗi thứ tăng một chút, tính tất cả thì chi phí đội lên khá nhiều. Nên bữa cơm gia đình của anh chị nay càng đạm bạc hơn, thức ăn tươi sống và là món ăn xa xỉ của vợ chồng hàng ngày. Em làm ở Bến Tre, chạy xe cuốc thì nói chung lúc trước thì đổ 50 ngàn có thể đi được 2-3 bữa. Còn bây giờ là như sáng đổ 50 ngàn là về mới đổ hồi nãy đó, là hết rồi. Là không đổ là mai đi không đủ. Nói chung mọi thứ đều tăng lên hết vậy. Cái gì nó cũng tăng lên chút hết trơn, cũng cố gắng tiết kiệm xíu vậy đó. Cái hà thiện là tặng lại ăn ít lại chút. Chứ giờ biết sao giờ, cái gì nó cũng cao quá. Tại còn con nhỏ dưới nữa, đi học nữa, hai đứa nữa. Rồi ăn học ở dưới phải lo chứ. Trên này cũng gắng bươn chải thôi, đâu dám nghỉ ngơi gì đâu, làm suốt á. Khi làm nửa đêm, lát còn phải đi chuyển xe tới nữa nè. Hôm làm tới 10 giờ mới về chuyển xe. Mà lương nó cũng vậy à. Cũng mắc đi chuyển nha, đâu có tiền bạc gì đâu. Cũng phải đi làm. Nãy làm xong rồi tưởng đâu chuyển xe, hai nhà ông kêu về đi ăn cơm nước 7 giờ qua chuyển, giờ xách xe đi bển này chạy về cái 50 ngàn xăng nữa, cũng như ngày nay hết 100 ngàn xăng rồi, người bữa nay làm có 400 thì tính đâu còn ăn uống nó còn bao nhiêu đâu. Còn em làm vậy thì cũng gắng, có làm đêm làm hôm thì cũng gắng làm vậy đó, kiếm được đồng nào hay đồng nấy, thì cũng chạy xe ngoài chạy xe cũng đi hàng thế này kia đồ thêm, vòng vòng ai kêu mình hàng cái này hàng kia đồ đó, kiếm thêm 5-30 này kia rồi cơm gạo này kia rồi cũng được. Dạ, như mỗi ngày mua đồ ăn buổi chiều về vậy cũng gần 100-100 mấy. Trước thì ít hơn, lúc trước chừng 50-60, giờ 100 mấy không ạ. Còn đây là gia đình anh Lê Văn Ai ở Cai Lậy, cũng đang thuê trọ mười mấy năm nay. Dịch Covid-19 vừa qua, anh Ai đang thất nghiệp ở nhà chăm và lo cho hai con nhỏ. Đứa đang tuổi học tiểu học và đứa nhỏ mới 2 tuổi. Gánh nặng thu nhập đè lên vai của anh chị. Chị Lê Thúy Hằng phải đi làm công nhân mai từ sáng sớm đến hơn 8 giờ tối mới về. Ở nhà, anh Ai thay vợ chăm con và buôn bán lặt vặt như bỏ nước, sửa đồ ở khu nhà trọ, kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy. Trước khi chưa có dịch Covid-19 và giá cả chưa nhảy múa như hiện nay, thì cuộc sống của đôi vợ chồng này đã chật vật, thiếu trước, hụt sau. Nay giá cả các mặt hàng đều tăng, xăng tăng nên cuộc sống của gia đình anh chị càng chật vật. Đối với những công nhân đã lập gia đình, có con như anh Ai thì chẳng tháng nào đủ chi tiêu, nói gì tới dự phòng khi đau ốm. Cuộc sống thì nói chung thì cũng vất vả lắm đó. Vất vả như thế nào? Vất vả là trong cuộc sống là thu nhập hàng tháng mình nó thấp quá, nhưng mà nhu cầu thì nó cao hơn cho nên là cũng khó khăn lắm. Giá cả thị trường giờ thì lúc nào nó cũng tăng cao nhưng mà lương thì nó cũng được, chưa được cao lắm. Cho nên cuộc sống thấy nó cũng chật chật lắm. Nhưng mà cũng cố gắng trang trải để chăm cho hai nhóc
trong gia đình. Nói chung là cũng rất khó khăn, nhưng mà mình cũng phải cố gắng mình gói ghém làm sao mà trang trải trong cuộc sống hàng tháng, thì mình giảm bớt cái chi tiêu mình lại bớt. Người lớn thì phải nhịn bớt, vay mượn đồ để dành tiền để mua sữa rồi cho con vậy thôi, với tiền học đồ đó, chi phí rồi tập sách vở rồi. Tháng nào thì làm nó cũng vẫn thiếu vậy. Mình tích lũy thì tích lũy không được rồi đó, nhưng thực tế thì mình cũng phải trang trải sao mà trong tháng nó là có 4 tuần đó mà mình làm sao mà cho tiền sữa đồ ăn rồi đó, tập sách vở rồi cho hai nhóc đó, thì có khi thiếu mình cũng phải mượn chỗ anh em bà con rồi vậy đó, mượn thêm rồi mình cố gắng mình làm kiếm chuyện mình làm thêm lặt vặt vậy đó. Tối về phụ với bà làm sữa đồ rồi mình ủi đồ rồi phụ vậy đó. Ghi nhận chung, có thể nói hiện nay đời sống công nhân lao động chịu sự tác động mạnh mẽ khi giá xăng, giá thực phẩm, hàng thiết yếu tăng, ảnh hưởng không nhỏ, càng nhân thêm những lo toan và những nhọc nhằn mà công nhân lao động phải đối mặt khi thắt lưng buộc bụng. Bình ổn giá cả thị trường là nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là sau một đợt đại dịch lớn với vô vàn những gánh nặng quằn chai. Vì giá xăng dầu tác động trực tiếp đến tất cả giá cả các mặt hàng vật dụng, mặt hàng thiết yếu, giá cả sinh hoạt hàng ngày. Mong muốn là ổn định lại giá xăng cũng như là tất cả mọi mặt hàng vừa với túi tiền của người Việt Nam mình, chứ đừng có tăng cao như vậy. Và cũng mong muốn nữa là ổn định những mặt khác, tiền lương thì cũng cao hơn để đời sống cán bộ công nhân viên cũng như công nhân thì được ổn định hơn và yên tâm công tác và công tác được phát triển nhiều hơn. Làm sao mà nhà nước là giảm được cái ngăn chặn được cái giá xăng đừng có lên nữa thì cái đời sống người dân thì nó đỡ lên chút, với vật chất ở ngoài nó cũng đỡ tăng. Lúc này thời buổi dịch giờ mà cái nếu mà giá vật chất nó tăng vậy thì cuộc sống người dân nó rất khổ. Thì giờ ông ước thì cho nó xăng nó giảm thì nguồn kinh tế Việt Nam mình nó phát triển, chứ giờ nó vậy thì mình cũng không có làm được. Cho nên thì cũng gắng cố gắng thôi. Thưa quý vị các bạn, những mong muốn của người dân về bình ổn giá xăng dầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu thực phẩm trong sinh hoạt hàng ngày đã khép lại chương trình ống kính truyền hình của Đài Truyền hình Tiền Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.